Ok và dạ, hãy xin chào bạn đã trở lại với channel mình là Trung Mi Min đây. Và hôm nay mình sẽ mod chiếc Red Bull F1 này lên một tầm cao mới khi chạy nó 400 mã lực. Chiếc này bình thường đã chạy kinh khủng khiếp rồi, bây giờ chúng ta đã chạy lên tới 400 mã lực, không biết sẽ chuyện gì sẽ như thế nào. Có thể nó bay lên luôn quá. Dạ cái này là ý kiến của một bạn được khá nhiều là bạn thích nhưng mà chưa được lên top, nhưng mình vẫn thấy thì mình sẽ làm. Cái bánh nó bự kìa, có đèn luôn, quá ngầu. Mình chỉ dám nhấp nhẹ thôi chứ không dám chạy. Ôi chạy kìa, nó muốn bay lên luôn á. Phanh chiếc xe này cực tốt luôn, tăng tốc nó biến thiên phải liền từ 0 lên 100 rồi, tự nhiên thấy số 0 tới 100 luôn nè. Đó mình nhấp luôn á, quá dữ rồi bạn. Các bạn có muốn mình tạo thêm một cái kênh mới nữa không, cũng về game GTA rồi cái game offline nữa, nếu các bạn muốn thì mình mong muốn các bạn video này các bạn like cho nó lên được khoảng 15.000 like đi. Cái video trước được khoảng gần 10.000 rồi mà chưa được 15, nhưng mà cũng sao, video này các bạn gán mình lên được 15.000 like mình sẽ bắt đầu mà tạo cái kênh mới, tạo video cho các bạn. Ok, kênh mới sẽ được một ngày 2 video luôn, rồi trong lúc chơi mình sẽ show cam luôn, nhiều game lắm. Mình sẽ chơi nhiều game như ARK đồ nè, mấy game GTA nữa. Ôi nó nhanh, 200 mấy, mình lên 200 mấy mình không hay luôn á. Rồi mấy cái game mà các bạn comment game nào hay á mình sẽ làm hết. Ui đợt bước tốc nhanh vãi liền. Ôi chạy không bao giờ hết dùng tua máy luôn, chưa hết số 1 á, có tiếng bô đó kìa. Chắc mình phải tắt xe quá. Chiếc F1 này là thằng chết luôn rồi, chạy bình thường là thằng chết rồi bây giờ. Đó. Trời, số 1 nó tới 350 lận. Holy shit. Số 1 của nó mà chạy lên 350 mà còn chưa hết, chưa còn số á, chưa qua số á. Số 1 nó chạy 540 luôn quá. Kệ, số 1 nó chạy 540 luôn, đúng thiệt luôn á. Cái đờ heo gì vậy? Số 1 mới nằm. Ôi trời. Đệt. Hả, tông vô cái đó tưởng đâu nhập viện rồi chứ. Đeo seatbelt vô. Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Như tiếng cái gì sắp chuẩn bị gất ra đó, thôi mình sửa trước đi. Xe này phải sửa thường xuyên, không sửa là nó lụm, nó không có móp vô trong luôn mà. Hè đoạn đường thẳng nè, mình thẳng băng luôn, mình sẽ nài đi. Đó, ve lại. Ve mẹ, số lùi 100, số lùi gần 500 km/h, what the fuck. Đó bị Need for Beat nè. Này cây số chắc chạy mấy giây quá. Chuẩn bị nha, chuẩn bị gì tăng tốc nè. Đó. Nó bị chệch lên luôn. Quá khó điều khiển vậy, nó bị lết. Xe đang ở số 1. Nó quá bốc. Phải nói là số 1 mà chạy quá bốc bạn ơi. Bởi vì xe đó bị lết bánh hoài luôn, không thể tưởng tượng được. Số 1 mà nó chạy 540 kìa. Nó giật quá. Chạy số 1 giật lắm. bánh xe mà đơ đơ luôn á, ý là mình không có bấm nhúc nhích cái bàn phím mà bánh xe nó như bị đơ vậy đó, thấy không? Đó, nó lật luôn á. Ôi, tai nạn thảm khốc trên cái gì vậy? Tai nạn thảm khốc trên đường đua F1. Rồi mình sẽ hạ xuống 300 mã lực thôi, 400 mã lực chạy không nổi rồi, quá nhanh. Rồi tiếng gì vậy trời? Đó, ôi không, cá mập với đuôi nè. Mình gán kìm xe lại đó, rồi không. Méo bánh xe rồi. Ok, mình sửa xe đi, mình spam mấy xe đối diện ra để coi mình chạy tông của nó sẽ như thế nào ha. Rồi tiếng bồ nghe kích thích phải, nhưng mà không chạy nổi. Mình nghĩ 400 vẫn 300 vẫn chạy không nổi, 200 250. Là chạy là teo rồi đó, chạy tử thần luôn á. Đó, 250 nó còn số 1 lên 400 nữa mà. Ơi xe mình tông rồi đây hả? Thì xe mình tông đấy hả? Rồi mình tông dẹp cái đít nó luôn. Đây mình tông ngay ha, ngay hông á, khiến này sẽ tử vong tại chỗ. Xe này có một số rồi ba. Đẩy xe tải luôn à, container phải không? Để container nổi không? Mình này lên 400 đi, cái ghét rồi. 400 dạo đưa thì slow motion chạy, mình thể hiện sức mạnh với mấy thằng già này được, nó chống mình quá. Kìa thấy chưa, họ nào cũng tránh né thôi vậy. Mình đẩy nè, đẩy đó, đẩy 100 km/h nè. Ơi ơi, chiếc xe chở đất mà bị tông lật luôn mà. Nói gì mấy chiếc kia. Đẩy. Bánh xe nó quay kìa, dẫn động 4 bánh. Xe lật ngang khó đẩy kìa. Đó. Đẩy hết bất chấp. Ôi xe buýt nè, xe buýt chiếc bán tải 7 chỗ. Ủa chiếc gì á, bữa mình đẩy không nổi, giờ mình sẽ đẩy lại chiếc F1 này. Xịt nào tông nó vậy, rồi tông nó cái giảm xuống hết tốc độ luôn. Ơi nó đẩy lùi mình luôn kìa, méo không tin được. Đó, đẩy lùi không, mày đẩy lùi không, mình đẩy lùi nổi cái xe buýt luôn kìa. Đẩy hả mày, đẩy không. Thôi chạy, ở đây gây sự hoài bị quýnh chết. Quá quẩy luôn, quá quẩy đít luôn. À da. Xe màu đỏ sẽ tới số với mình. Cú đồng sát thủ luôn á. Trời kìa má, quá hãm khóc. Tông phải nói là cái xe này cái phần đầu nó đúng mạnh luôn á. Mình đang học tông hẳn vô đây nè, xe nó bẹp luôn á, cánh cửa xe rớt ra ngoài luôn mà. Kiếm xe nào an toàn nhất thế giới thử coi, bị chiếc này tông còn sống sót nổi không nè. Ferrari kìa, ấy ơi học mẹ rồi, đỡ chiếc này đi. Mình tông ngay bên hông đó đó. Tài xế nó ra đi rồi. Ferrari á. Ý da, nhanh quá không thắng là được. Ủa mình bay lên luôn. What the fuck. Cho em quay qua em xem tình trạng của chiếc Ferrari. Gớt cái gì ra vậy? Gớt cái dè, cái dè đít sau ra luôn. Ok, và hãy xin chào bạn để trở lại với channel mình là Trung Mi Min. Và hôm nay mình sẽ cho bạn xem một chế độ chơi hoàn toàn mới do một bạn đề xuất comment cho mình. Đó là mình sẽ đi làm người tốt trong GTA 5. Bạn nghe cái hại đúng không? Hôm nay mình sẽ đi làm người tốt quá. The fuck. Ý xin lỗi nha bạn. Mình lỡ tông vô cái đường xét các bạn. Giờ mình sẽ đi kiếm việc làm tốt đây. Ok, và các bạn nào muốn mình vừa quay clip game vừa show cam không? Đó, các bạn cứ comment kêu mình show cam hoài, nhưng mà mình rất là làm biếng. Cũng như cái Facebook của mình thì các bạn có thể xuống phần description đó, có link Facebook của mình đó. Còn các ý kiến của các bạn thì nhớ comment nha, nhớ share video rồi comment, mình sẽ xem rồi mình làm thôi. Mình không biết đi vòng vòng coi có việc làm mà. Ý nó chửi mình kìa, hồi mình người tốt mình bỏ qua luôn. Người tốt mà, người tốt ơi, người tốt phải chạy đúng tốc độ đúng. Đây xanh đèn đỏ, bây giờ đèn đỏ mình phải dừng lại nè. Đó, thế giới khi thế giới GTA khi mình làm người tốt hoặc là yên bình không có chuyện gì xấu xảy ra hết. Đó, quá yên bình luôn các bạn. Không, mọi người rất là yên bình. Và đèn xanh rồi, như đèn đỏ rồi kìa, phải rồi đèn xanh luôn. Nhanh 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 nhanh. Yeah, đèn vàng. Đèn đỏ mình được phép kìa, phải đúng lực. Không có việc gì để mình giúp đỡ mọi người hết vậy ta. Má đường quá chi lộn xộn. Đây sở cảnh sát đây. Có lẽ mình sẽ xin cảnh sát một cái chiếc xe cớm. Ok chứ. Đây mình sẽ xin cảnh sát một chiếc xe cớm để có gì để có thể đi cứu người được. Lần đầu tiên chúng ta có trong lịch sử mình một thằng phá hoại chuyên phá quậy phá lại đi làm người tốt. Cái cà vải xịt. Xe cớm đâu? Xe cớm đâu? Không có ta. Không có xe cảnh sát. Để mình vô cái phần à, đây nằm bên đây mới có. Đây. Ôi loại unicay nữa. Vãi nồi. Ui cây nó lỗi mà nó đơ máy luôn các bạn. Cái xạo không? Trời ơi, đơn máy luôn. Ui cây này bá đạo dữ vậy. Tạm ngừng quay một tí nha bạn.